Chào, mình là Annie. Mình năm nay 6 tuổi. Hôm nay mình sẽ dạy các bạn kỹ năng buộc dây dài. Đầu tiên, các bạn móc hai sợi dây vào nhau. Sau đó thì luồn sợi dây qua. Sau đó mình sẽ kéo một cái. Rồi, thế là mình sẽ có một nút đầu tiên thật là chắc chắn. Bước thứ hai, gấp đôi hai sợi dây, rồi vòng một đường. Đấy, các bạn nhớ là dây bên nào thì phải để về bên đấy. Vòng một đường, rồi luồn qua cái dây bên kia. Rồi chúng ta sẽ thực hiện một múi kéo một lượt. Dạ, kéo. Rồi. Vậy là mình đã có một cái nơ xinh xắn ở trên giày và mình có thể bắt đầu đi học hoặc đi chơi với đôi giày xinh này. Nếu như nơ của các bạn chưa đẹp lắm hay chưa cân lắm thì các bạn có thể kéo lại cái dây một chút. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ chỉnh lại, kéo cái nơ ra. Đó, rồi. Thế là mình đã có một đôi giày xinh xắn để chuẩn bị cho buổi học hôm nay rồi. Ơi, và để không bị ngã thì mình có thể làm cho cái dơ nó dài ra, dài ra. Rồi, xong. Ok, vậy là Annie đã có đôi giày xinh chuẩn bị cho buổi đi học hoặc chạy bộ rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Annie Channel. Annie, con có muốn nói gì với các bạn không? Bye bye.